Thưa sư phụ, chúng con có chị Marian từ trung tâm Ottawa. Ok, chào Marian. Đời con đã thay đổi rất nhiều. Hồi đó con là người rất yên lặng hay mắc cỡ. Con ghét nói trước công chúng. Nhưng mấy tháng gần đây, con thành công liên tục trong văn phòng. Vị quản lý đến hỏi ý kiến của con. Và con xin nói sư phụ biết là con vô cùng đội ơn được là một nhân vật trong đại gia đình Quán Âm. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã là một người tu hành rất tốt. Quý vị gặt hái từ nỗ lực tốt của mình mới thấy được thành công hiện ra trước mắt mình. Thấy không? Quý vị tốt, tốt. Coi quý vị kìa, hãnh diện, tự tin, thành công. Sư phụ vui lắm, hãnh diện với quý vị, hãnh diện với quý vị. Chúng ta ai cũng nên như vậy, ý là theo những đường lối khác nhau. Tốt, tốt, tốt. Sư phụ rất hãnh diện. Thưa sư phụ, sư huynh Lộc từ Toronto. Chào, kính chào sư phụ. Chào anh. Như sư phụ thấy trên màn ảnh, gia đình chúng con ở đây rất đông đảo và hạnh phúc, sư phụ. À, thấy anh rồi, anh chàng áo xanh. Chúng con muốn chia sẻ với sư phụ niềm vui của chúng con. Chúng con đang bành trướng mau chóng và mạnh mẽ. Mỗi khi chúng con tụ họp lại với nhau, sư phụ, chúng con cảm thấy vô cùng biết ơn sư phụ. Đối với con vẫn còn nhớ. Sư phụ nói rằng đồng tu mới, 3-4 năm sau hỏi câu hỏi. Vậy tốt hơn. Và sau 3 năm tu hành thì con không có câu hỏi gì nữa. Ồ, tốt. Và con cảm thấy tuyệt đối tự tại. Bất cứ gì, trông quý vị rất hạnh phúc và mỹ mãn. Con vẫn cảm thấy không được mạnh như sư phụ. Ồ, cảm ơn quý vị. Thầy nào trò nấy. Ồ, không sao, không sao, không sao. Cứ từ từ hưởng thụ thời thơ ấu của mình, ok? Dạ, đừng có lớn lẹ quá, quý vị sẽ bị mất nó đi. Vậy được rồi, khi mình còn nhỏ, mình được nuông chiều nhiều. Nhiều thương yêu nuông nắng, chăm sóc nhiều hơn. Khi mình làm thầy thì trời ơi, nhiều việc lắm, thậm chí không ai biết mình làm nhiều như thế nào. Đôi khi còn bị trách móc và không làm việc đủ, không gặp họ đủ. Ồ, cứ hưởng đi, hưởng sự may mắn của quý vị đi. Nhưng cảm thấy đời sống mình tốt hơn, đó mới là quan trọng. Ngày càng tốt hơn mãi, đó mới là tin vui. Cảm ơn sư phụ, trông anh rất khá, đẹp trai đấy chứ. Đừng có mắc cỡ, thật là vậy. Phải vậy không, quý vị thấy rõ hơn sư phụ. Con càng thương và kính sư phụ. Con càng cảm thấy thương kính bản lai của con. À đúng rồi, nói vậy đúng đó. Và con kính chúc sư phụ vui vẻ mỗi phút giây sư phụ còn với chúng con ở thế giới này. Cảm ơn quý vị, cảm ơn sư phụ. Chúc quý vị nhiều hơn vậy nữa. Ồ, tôi rất hãnh diện với quý vị, rất hãnh diện với quý vị. Quý vị tiến bộ lẹ quá. Tiến bộ lẹ quá. Chắc là tu hành chăm chỉ lắm. Rất thành tâm, rất thành thật với chính mình. Bởi vậy mới đạt được thành quả. Mà những nhà tu hành mấy năm, hoặc dù tu lâu năm, ở trong động mà ngày chỉ ăn có một bữa, không gặp một người đàn bà nào trong mấy năm và mấy thập niên, họ cũng không đạt được như quý vị được. Sư phụ rất hãnh diện với quý vị. Và cảm ơn Thượng Đế cho tôi được những người như quý vị làm anh chị em. Đại gia đình ha, tôi vui lắm.